Mộc ship cái này đi Hà Nội nhá mọi người nhá, nhưng mà ship cái này là mình giao ra chằn xe thôi, tại vì cái ăn này ăn có quen cái chằn xe thì Mộc sẽ ship ra chằn xe ra ăn, và ăn vận chuyển về Hà Nội nhá. Đó, thực ra Mộc vẫn vận chuyển về Hà Nội ấy, nhưng mà chỉ vận chuyển mấy cái trang thờ với mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi, mấy cái đồ lớn thì chưa có vận chuyển được, bởi vì vận chuyển nó có cái vấn đề là nhiều khi ấy là khách hàng người ta trẻ la, người ta không ưng ý, người ta trẻ lại thì mình phải nhận đó, nhưng mà mình phải đi xe là xe của khu làng nghề Mộc ấy, hay là xe của Mộc ấy, thì đi ra khách trẻ lại thì mình mới nhận được, chứ bây giờ giao ra ngoài đấy khách không nhận chẳng mình quăng hàng giữa được đó, phải không, thì không có được, nên Mộc chưa vận chuyển về Hà Nội là vì vậy. Tại vì vận chuyển nhiều khi nó còn chảy trước hàng hóa, hay là nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra để khách hàng trẻ lãi mọi người. À, chẳng hạn như mình giao ra ngoài đấy cái ghế này thì nó bị gãy tay hay gãy chân, à, khách hàng người ta không nhận, thì bây giờ mình cũng phải có cái đơn vị nào đấy để vận chuyển hàng về, hay là người ta chỉnh sửa hàng cho mình, hay người ta chở hàng về. Bây giờ nếu mà mình gửi xe Bắc Nam thì đâu có ai chở hàng về cho mình đâu. À, nên nó rất là rắc rối, chứ không phải vận chuyển là dễ đâu nhé mọi người nhé. Nó dễ Mộc đầu to rồi, khách hàng còn đòi Mộc vận chuyển qua Mỹ không rồi, qua Nhật, từ Nhật qua Canada mọi người. Có khách hàng hỏi đạp luôn nha, cái này Mộc cũng nói sẹo nha, nhưng mà Mộc chưa vận chuyển được thôi. Đó, chưa vận chuyển chứ không phải là không vận chuyển được nha. Sắp tới nếu mà được thì nói chung là nếu mà Mộc phát triển mạnh thì có thể Mộc vận chuyển được, nhưng mà hiện tại thì chưa được.